Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 Yagi gây ra vào ngày hôm nay, quốc vương Brunei, nhà vua Thái Lan, thủ tướng Đức, nhà vua Na Uy, nhà vua Tây Ban Nha, tổng thống Uzbekistan, những người đồng chí anh em từ Đảng Cộng sản Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Pháp đã gửi thư điện tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn mà Việt Nam đang phải gánh chịu, bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực phi thường của Việt Nam trong việc ứng phó với thảm họa thiên nhiên, tin tưởng Việt Nam sẽ sớm phục hồi trong thời gian tới. Trong điện thư thăm hỏi, Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả sau cơn bão. Chiều nay sau khi đổ bộ vào đất liền nước ta, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng mà dự báo sẽ gây mưa to đến rất to. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện số 98 về việc tập trung ứng phó với bão và mưa lũ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Định theo dõi chặt chẽ tình hình, cập nhật liên tục thông tin, chỉ đạo triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả công tác ứng phó với mưa bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, phù hợp với diễn biến thực tế, quán triệt phương châm 4 tại chỗ, chủ động xử lý trong thẩm quyền các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại và về tài sản của nhân dân. Triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động sản xuất trên biển, ven biển, các biện pháp hạn chế thiệt hại về nhà ở, trụ sở trường học, cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, đê điều, hồ đập và công trình xây dựng. Phối hợp với các bộ ngành liên quan, vận hành điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để xảy ra lũ chồng lũ, kịp thời cung cấp lương thực thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là tại các khu vực bị cô lập, tuyệt đối không để ai bị đói, rét, không có nơi ở hoặc nước uống. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình, dự báo cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về diễn biến của mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân. Bộ Giao thông Vận tải đảm bảo an toàn các hoạt động giao thông vận tải, an toàn cho người, phương tiện và các dự án công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Trong công điện, Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành liên quan và giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công điện này. Cơn bão số 4 khi đi vào đất liền Quảng Bình, Quảng Trị vào chiều ngày hôm nay thì đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên là hoàn lưu sau bão thì vẫn gây mưa lớn cho nhiều tỉnh thành Bắc miền Trung. Các địa phương bị ảnh hưởng đã có sự chủ động lên các phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra. Tại các tuyến biên giới cũng như tuyến biển, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã triển khai hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến các khu vực xung yếu để sẵn sàng ứng cứu người dân khi có các tình huống xảy ra. Chúng tôi đã di dời hơn 500 hộ dân ở trên hai tuyến biên giới đến các khu vực an toàn, đã triển khai 700 đồng chí xuống các địa bàn xung yếu, 41 phương tiện, trong đó là có 31 cano và 10 xe chở quân để cùng với các lực lượng triển khai công tác phòng chống trước, trong và sau cơn bão. Còn đối với tỉnh Quảng Bình, địa phương này đã sơ tán gần 1.000 hộ dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tiến hành 100% cán bộ chiến sĩ để tiến hành trực để xử trí các cái tình huống và sử dụng hơn 40 phương tiện tàu xuồng các loại và các phương tiện ô tô khác để sẵn sàng xử trí khi có cái tình huống xảy ra. Tại Thanh Hóa, mưa lớn vào rạng sáng nay đã gây ra vụ sạt lở đất đá vùi lấp 6 ngôi nhà của bà con bản Suối Phái, xã Tam Trung, huyện biên giới Mường Lát. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng tài sản thì đã bị hư hại nghiêm trọng. Các hộ dân bị ảnh hưởng đã được di rời và hỗ trợ dựng lại nhà cửa. Trong đêm tối, gia đình di chuyển sang nhà họ hàng để lánh nạn. Hôm sau quay trở về nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Phối hợp chặt chẽ với đoàn kinh tế quốc phòng 5, năm đồn biên phòng và công an huyện di rời các hộ dân ở nguy cơ sạt lở cao về nơi an toàn, bảo đảm đầy đủ các lương thực thực phẩm và ổn định đời sống cho bà con nhân dân. Công tác phòng chống bão lũ được các lực lượng và chính quyền các địa phương đặt lên hàng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi điều kiện thời tiết theo phương châm 4 tại chỗ. Hoàn lưu sau bão số 4 sẽ tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực Bắc miền Bắc Trung Bộ và khiến cho vùng mưa mở rộng ra Bắc Bộ từ nay cho đến đêm mai. Dự báo trong tối và đêm nay thì hoàn lưu sau bão sẽ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp khi đi sang khu vực Thượng Lào. Mặc dù suy yếu và sẽ đi ra khỏi nước ta nhưng mà hoàn lưu sau bão sẽ kéo vùng mưa lớn dịch lên phía Bắc, tập trung từ Quảng Bình trở ra Bắc Bộ. Trong đó thì Nghệ An và Hà Tĩnh là trọng tâm mưa lớn, tổng lượng mưa từ giờ cho đến đêm mai có nơi sẽ vượt 300 mm. Hòa Bình, Quảng Bình và đồng bằng Bắc Bộ cũng có điểm mưa rất to trên 100 mm. Mưa chút xuống dễ gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị.
Mưa lớn còn có thể gây ra một đợt lũ đầu mùa trên các sông từ Thanh Hóa cho đến Quảng Trị trong đêm nay và hai ngày tới. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Quảng Bình và Quảng Trị có thể lên mức báo động 3. Lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở Hà Tĩnh lên mức báo động 2 đến mức báo động 3. Còn lại phổ biến từ báo động 1 đến báo động 2. Tại Đà Nẵng, trong vòng 12 tiếng qua, lượng mưa đã giảm dần, tuy nhiên thành phố không chủ quan lơ là trước nguy cơ sạt lở và lũ ống lũ quét tại khu vực miền núi. Ngay trong sáng ngày hôm nay, thì nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến cho mực nước sông qua xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang dâng cao. Chính quyền địa phương đã chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống tại vùng sung yếu. Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng là khu vực có địa hình đồi núi dốc và phức tạp. Chính vì thế, mỗi khi có lượng mưa lớn thì nước từ thượng nguồn đổ về sẽ khiến cho mực nước sông Nam ở khu vực này dâng cao. Và như quý vị và các bạn đang thấy, ngầm tràn đi qua khu vực này hiện đã bị mực nước sông dâng cao gây chia cắt. Xã Hòa Bắc cũng có nhiều điểm nằm trong vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Chính vì vậy mà việc đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại các khu vực sung yếu đang được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Sống ngay sát sông Nam, 7 hộ dân người Cơ Tu với 29 nhân khẩu ở xóm Bảy Hồ, thôn Tà Lan, xã Hòa Bắc đã di dời khỏi ngôi nhà của mình đến nơi an toàn ngay từ hôm qua, chờ đến khi thời tiết ổn định mới trở về. Sự bất an luôn hiện hữu ở khu vực này mỗi khi có mưa lớn. Cái đường cao tốc Loa Sơn Tí Loan này hiện nay là cái mương thoát nước đổ hết về cái cống này. Khi mà lượng mưa lớn thì cái cống thoát nước này sẽ không thoát nước kịp. Do vậy nó sẽ tràn qua đường DT61 và tràn vào nhà dân. Do vậy là bãi hộ ở khu vực Tà Lan này chúng tôi rất là quan tâm và rất là chú ý. Và chúng tôi theo dõi tình hình thời tiết để mà kịp thời di dời dân đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân tại khu vực này. Trong lúc từng bước tháo gỡ vướng mắc để triển khai dự án di dời, bố trí, tái định cư, chính quyền huyện Hòa Vang chủ động 4 tại chỗ, sẵn sàng phương án sơ tán, tổ chức chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá, không cho lưu thông vào các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Đây là thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hiện thì các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan đang rà soát thống kê thiệt hại của hộ vay vốn, đồng thời đặc biệt ưu tiên vốn cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề để cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ xây dựng phương án báo cáo Chính phủ và các bộ ngành bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay, dự kiến trình bổ sung khoảng 4.900 tỷ đồng. Từ 1:30 chiều nay, thì công tác trục vớt phần cầu bị sập tại cầu Phong Châu, Phú Thọ đã được các lực lượng cứu hộ, cứu nạn triển khai. Phương án được đưa ra là sẽ cắt từng nhịp cầu, sau đó là dùng tàu lai dắt vào bờ và dùng cần cầu chuyên dùng 150 tấn để nhấc, đặt vào khu vực bãi tập kết. Còn đối với phương tiện bị đắm, nằm trong nhịp cầu, không thể trục vớt ngay được, sẽ sử dụng cần cầu chuyên dùng 400 tấn và hai tàu có lắp trục vớt để xử lý. Riêng phần bê tông các vị trí của cầu chìm dưới nước nhô lên đến đâu thì đơn vị thi công sử dụng máy xúc tiến hành phá dỡ đến đó. Với phần trụ cầu T7 bị đổ không thể phá dỡ, lai dắt và hiện chưa có phương án để xử lý. Thời gian dự kiến trục vớt các phần cầu sập này sẽ phải tiến hành trong vòng 60 ngày. Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn được rốt ráo thực hiện và xử lý các phần kỹ thuật bờ kè hai bên để nhanh nhất có thể tiến hành ghép cầu phao tại đây. Chỉ trong gần một tháng, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận gần 20 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn trong bùn đất. Hầu hết những bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường nên diễn biến bệnh nặng, đa số bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng, phải dùng kháng sinh đặc hiệu. Việc chẩn đoán và xét nghiệm bệnh Whitmore không dễ, các triệu chứng của bệnh thì thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác như là lao hoặc là viêm phổi. Căn bệnh do vi khuẩn tồn tại trong môi trường bùn đất, nước, đặc biệt trong điều kiện môi trường sau mưa lũ như hiện nay thì nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Những cái vùng nước ngập có thể những bệnh nhân mà hít phải bùn hoặc là bệnh nhân bị đuối nước thì khi mà những cái nước này nó sẽ xâm nhập qua da niêm mạc hoặc qua kể thậm chí qua đường hô hấp, khi mà hít sặc phải bùn và nước thì dễ dàng vi khuẩn xâm nhập và cũng phải lưu ý đến cái bệnh Whitmore này, tỷ lệ tử vong cao có thể tới 40% và điều trị cũng phải theo dõi rất là khó khăn và chi phí điều trị lâu dài tốn kém.